Ocarina. Nào, chơi game thi đấu đầu tiên tại Bao Đảo Quân Sự. Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn. Team Flood và PE Esports sẽ là cặp thi đấu lần này. Và để xem ai sẽ là người bắt kịp trận đấu nhanh hơn. Bốn con Tatsuya thì sẽ có những cái sự nổi bật như thế nào đến từ Team Flood hay không đây? Don't Cry là người đầu tiên mất máu, nhưng Shin đâu đó cũng bị dính kỹ năng của A124, đã tụt một cái lượng máu nho nhỏ. Ở phía bên này thì Don't Cry đang sử dụng bình máu đầu tiên. 161 máu là những gì mà anh chàng này đang có. USP2 là những gì mà đội tuyển của Team Flood cũng như là gần như là tất cả họ đều đang sử dụng. Có một lưỡi hái trên tay của Shin mà được giao tranh tầm gần thì phải gọi là hết nước chấm. Bắt đầu cầm lưỡi hái, chỉ cần là lao lên giao tranh tầm gần rồi thì Shin cùng với những người đồng đội của mình đang có quá nhiều lợi thế. Kiểu phía bên kia, các thành viên đến từ đội tuyển của P-Sport mất đi hai người rồi. Hoàng Anh có một cái lượng máu là quá nhỏ, chỉ cần thò ra thôi thì Hoàng Anh cũng sẽ bay màu. Và đây có lẽ sẽ là cái kết dành cho P-Sport ở ngay round thi đấu đầu tiên. Rõ ràng là chúng ta thấy là Team Flash họ chơi mượt quá, họ đẩy và mượt quá, không thể nào mà chơi về điểm nào được. Đấy là vị trí của Team Flash, và đó là Shin với cái lưỡi hái của mình. Bây giờ thì cũng có thể cứu vị trí Ripgold không? Như vậy là không cứu vị trí Ripgold, nhưng Hoàng Anh còn rất ít máu mà thôi. Những thành viên của Flash họ sẽ sớm đẩy qua và có được mình mạ ở cục cuối cùng. Chúng ta thấy rằng là mặc dù cả hai team lại làm quả lưỡi hái, nghe cái tiếng lưỡi hái căng nhỉ, và nghe phê luôn. Và tình huống sử dụng lưỡi hái rất ổn tới được vị trí của Shin, và riêng cái lưỡi hái của anh ta kết hợp với kỹ năng của Tatsuya làm ngay được 3 mạng. Trong khi đó Artemis cũng đã lên tiếng với một mạng cùng với hai hỗ trợ. Bây giờ thì ui và sẽ là đóng ngay một quả AK đến từ vị trí của Yanbin. Như vậy là chơi cũng khá mạnh. Trong khi đó thì phía còn lại P-Sport sẽ mang cho mình đó làm khẩu G36 cộng thêm với khẩu MP với khẩu M431. Và rõ ràng là những thành viên tới từ Team Flash họ sẽ có lợi thế hơn. Và để xem là với khẩu AK thì thường là nó hơi khó bắn, nhưng mà tôi đang thiên về khả năng là anh ta tập trung vào vấn đề đục keo nhiều hơn với khẩu AK dòng xanh. Đây là vị trí của Artemis, một tình huống đẩy qua, nhưng Yanbin đã hạ của vị trí của New Kay rồi. Sát thương lớn từ khẩu AK nó đã phát huy tác dụng, và đó là AK dòng xanh. Chúng ta thấy cái hiệu ứng hạ gục trông rất đẹp mắt. Và lúc này Team Flash họ đang có lợi thế hơn, cái khả năng phối hợp cự ly đội hình của Team Flash họ đang giữ với nhau là rất ổn. Trong khi đó thì P-Sport, như tôi đã nói là New Kay rất dễ bị khai thác trong cả hai ván đấu, thì kể cả ván đấu này New Kay cũng là một trong những người phải nằm xuống đầu tiên. Lúc này đây là vị trí của Shin, anh ta cũng chẳng vội vàng gì cả, nhẹ nhàng đứng bơm lại cho mình lượng máu mà thôi. Đây là Artemis, và lúc này Artemis thì anh ta cũng di chuyển ra phía bên ngoài, anh ta đã phát hiện ở vị trí của Hoàng Anh rồi. Sẽ là một tình huống vòng ra phía sau lưng đấy không? Hoàng Anh bị bắn, Hoàng Anh lướt tới, nhưng trước đó thì đã có những viên đạn găm vào lưng ở vị trí Hoàng Anh khiến cho anh ta cực kỳ yếu máu. Nero đang cố gắng chống trả, nhưng với khẩu G36 này thì chống trả kiểu gì đây, khi mà G36 này cũng không có được mình những skin quá mạnh. Và đó là mạ cũng đến vị trí của Ripgold, khả năng gọi là quay bắt tới thành viên của Team Flash là quá tuyệt vời, và nó đang thể hiện một cái sự ao trình. Chúng ta nhớ rằng mùa trước khi mà P-Sport họ gieo sầu cho tất cả team với trình độ chơi của Nero, thì rõ ràng hôm nay đối đầu với những quái vật như Artemis, Shin hay Ripgold thì cái sự tỏa sáng của Nero nó cũng đã không còn nữa. Và hay không cho Team Flash ở trong cặp thi đấu này? Thật ra tôi để ý thấy là nãy là Yanbin là không có Q nào, cũng chẳng có hỗ trợ. Đúng rồi. Thế là anh chàng này chắc là cáu quá, bảo mấy ông bắn nhanh, bắn mấy ông bắn chả để cho tôi viên nào cả. Đóng mày mua luôn khẩu AK vào, à lại còn AK dùng xanh nữa thì dạ bắn. Mà. Vào bắn thì cứ phải gọi là hết nước chấm thật. Và vừa rồi chúng ta được nhìn thấy rằng là vừa mở màn phát Yanbin có cho mình một Q. Tiếp tục thì chúng ta sẽ tới với kho quân sự để nhìn xem liệu rằng là pha giao tranh tiếp theo với việc là chia người là 1-3 thì Team Flash sẽ có những cái bước đà như thế nào đây. Kỹ năng của A124 vừa được kích hoạt, nhưng ở phía bên này Ripgold đang cầm trong tay một khẩu MP5 với đây là khẩu UMP. Và tôi nghĩ rằng là cái khẩu UMP này là một khẩu UMP nâng cấp level 7, thì nó cũng sẽ là một cái khẩu súng mà tạo nên rất nhiều cơn sốt trong những pha giao tranh tiếp theo. Còn ở phía bên này thì Nero vẫn đang di chuyển rất nhẹ nhàng. Hoàng Anh có trong tay đó là một cây AWMY, lượng sát thương gây ra là vô cùng lớn nếu như bắn trúng, nhưng đấy là nếu thôi. Nhưng nếu như mà Hoàng Anh không tạo nên những cái cơn sốt về cái khả năng gây Q của mình thì thực sự đó sẽ là một trong những con dao hai lưỡi dành cho đội tuyển của P-Sport. Và bây giờ chúng ta đang được nhìn thấy Ripgold vẫn đang văn kè rất kỹ càng, có trong tay đó là một quả nết nhưng chưa quyết định rút chốt trong pha giao tranh sắp tới.
Superman UK đang cố gắng để đục đi cái tường keo tới thành viên của Team Flash. Quả lựu đạn tới rồi, Team Flash ném ra là ổn. Don't Cry hạ được vị trí của Artemis rồi. Và đây là vị trí Don't Cry anh ta cố gắng để có thể cân liệu đối phương, nhưng mà đang chưa cân liệu được vị trí của Artemis. Trong khi đó thì Shin làm luôn hai mạng, cả Nero Hoàng Anh đều đã phải nằm. Don't Cry cố gắng bắn lên đó, lại là tình yêu lướt tới và lại là hai cái lưỡi hái rồi. Ui, đã biết tại sao mang bốn Tatsuya chưa? Cầm cả lưỡi hái lướt vào chặt chém nó mới gọi là thoải mái. Trong khi những thành viên của P-Sport họ còn đang rất cố gắng để kết liễu cái mạng đấy từ vị trí Artemis, thì nhẹ nhàng ông Flash rình lướt vào làm ngay hai cái lưỡi hái rất ổn luôn. Và như cái câu chuyện hôm nay tôi đang nói dở ấy, là trước khi Artemis vào đội hình của Team Flash thì tôi có nói chuyện với Bell, tại vì hôm đấy tôi đi qua bên Gaming House của Team Flash ấy. Đấy, thì là Bell nói rằng là kể cả khi mà Artemis chưa gia nhập vào team thì Bell đã có những chiến lược để lắp Artemis vào rồi. Tức là họ đã chuẩn bị rất nhiều rồi. Và rõ ràng là bây giờ chúng ta đã thấy Team Flash họ chơi quá thuyết phục luôn. Quả thật sự là Artemis khi mà tới với một mảnh ghép phù hợp thì họ vẫn đang thể hiện một phong độ thi đấu rất ấn tượng. Mặc dù cái ván thi đấu vừa rồi chúng ta được nhìn thấy Team Flash nằm xuống từ đâu đó từ hai người trở lên, thì nhưng hãy để ý đi, chỉ một mình Nero có cho mình một kill, tức là họ chỉ có cầm về cho mình 200 tiền mà thôi. Đó là một con số quá nhỏ bé, và bây giờ thì họ sẽ có cái chuỗi thua. Nhưng chuỗi thua này thì đã đến là chuỗi thua 3 rồi. Thế nên là cái lợi thế không còn là quá nhiều nữa và họ cần phải có những sự bình tĩnh trở lại. Đây là thời điểm mà Don't Cry đang lùi về sau, cần phải có những tình huống cover cùng với những người đồng đội của mình. Nhưng trước mắt anh chàng này, đó là một chàng trai đến từ đội tuyển của Team Flash. Họ đang muốn bắn, họ có những quả nết được ném vào. Người vừa bị xả đạn đó là Shin. Và bây giờ thì Shin sẽ cần phải có những tình huống cover thay vì cái việc là đứng hơi như vậy. Và vừa rồi NewK đã có một tình huống dứt điểm. Ripcon cũng có điểm ở cùng với Nero. Và bây giờ thì sẽ là cuộc chiến 3v3. Nhưng vừa rồi Ripcon cũng đã phải nằm. Tiếp tục có tình huống đẩy vào, bắn đi đâu vậy ở trời. Nhưng đó là Artemis tiếp tục phải nằm ở thời điểm sau đó nữa. Mặc dù Artemis trên lưng có một cây M82B nhặt đến từ hòm thính, nhưng đó không đủ để giúp cho anh chàng này có nhiều thời gian hơn để sử dụng cái khẩu súng cực kỳ quan trọng trong ván thi đấu lần này của chúng ta. Giả thấy được rằng kỹ năng Tatsuya được kích hoạt liên tục, nhưng liệu rằng là Yanbi có chạy được không? Một quả bom băng để hạn chế về tốc độ di chuyển, và đây sẽ thực sự là một bài toán khó khi mà cái vòng bo vừa thu vào, những lượng sát thương được gây ra là quá lớn. Khẩu AK dòng xanh các bạn nhìn thấy 6 bình máu đến từ NewK, nhưng NewK không thèm bơm mà NewK muốn chơi luôn. Đây là cái thời điểm mà thực sự tôi cảm thấy là gọi là sao nhỉ, đang lùa bò về chuồng. Tôi xin lỗi nếu như mà sử dụng những phép ẩn dụ là không chính xác, nhưng mà hãy nhìn cái cách mà đội tuyển của PE Sport làm đi. Họ đang dồn nén đối phương vào một cái góc mà góc đó là góc trần tường rồi. Rõ ràng là trong màn thi đấu vừa rồi, PE Sport đã làm tốt hơn khi mà họ bắt được vị trí Artemis đầu tiên. Và đây cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng, bởi vì ngắt ở Artemis là ngắt là một nguồn sát thương khổng lồ tới vị trí của Team Flash. Lúc này thì đang có dấu hiệu quay trở lại, những lượng tiền đến từ thành viên của Team Flash vẫn là rất nhiều. Và cho dù bị mất súng ở trong màn thi đấu trước thì họ lấy được hai mạng của PE Sport. Thế nên là lượng súng mà giành lại từ các cái hòm loot đồ của PE Sport là không quá cao. Và điều đó nó sẽ khiến cho lợi thế của họ trong màn thi đấu này nó không thực sự rõ ràng. Lúc này thì NewK vẫn sẽ đóng vai trò là người đi lẻ lại. Đó là một tình huống mà Nero bắn rất tốt, lấy được mạng của Shin. Lúc này có vẻ như là khả năng bắn tầm xa tới là P-Sport đã phát huy tác dụng rồi. Và họ không để cho những thành viên tới thì Team Flash có không gian và thời gian để có thể làm gì, khi mà Nero này đang tỏa sáng NewK ạ. Còn vị trí của Shin, đây là Ripgod. Ripgod đã bắn đối đầu với đó là Don't Cry. Don't Cry đã bị hạ gục rồi, và tạm thời Ripgod kéo lại một điểm dành cho những thành viên tới Team Flash. Ripcord đang được bắn, đối phương xả sát thương là nhiều và chỉ còn lại Yanbin mà thôi. Yanbin đẩy lên có mình mà gục, nhưng đó là một tình huống snap rất nhanh tới từ vị trí của Nero. Tỷ số rút ngắn xuống còn 2-3 và trận đấu chúng ta nó đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tôi không biết cảm nhận của anh Hải ra sao, nhưng mà tôi cảm thấy là cái mùa giải mới này của chúng ta, cái hiệu ứng âm thanh rất là tốt. Nghe sướng. Cái pha cuối cùng đó, nếu như các bạn để ý thấy có cái tiếng mà của AVKM bắn ấy, nghe đến bụt mắt, nghe cảm giác đúng cái giai đoạn kết liễu luôn. Và chúng ta cảm thấy được rằng là mùa giải năm nay thì không chỉ riêng với những sự cái chỉnh chu về kỹ thuật, và còn với đó là những cái cải thiện về kỹ năng đến từ từng người chơi trong các đội tuyển. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem khi cái diễn biến năng vô cùng hấp dẫn đến từ P-Sport và cả Team Flash đang có những cái cuộc giao tranh ra sao. Thì bây giờ họ đang muốn giao tranh tại với cái khu vực đang vô cùng nhạy cảm, đó là tháp đồng hồ. Tình huống đặt keo để bịt keo, thường thường chúng ta chơi ở tại chế độ tử chiến đấu danh ấy, chúng ta cũng sẽ thường xuyên được nhìn thấy những cái tình huống đặt keo này. Nhưng kỹ càng hơn là họ còn chặn tất cả các cửa được đi vào đến từ đội tuyển của PE Sport. Team Flash sẽ cử cho mình đó là Shin lên phía bên trên nóc nhà. Ripcord đang cầm trong tay đó là một cây M1141 chip, và liệu rằng với cái khẩu súng
Đây là một khẩu súng huyết hỏa, một khẩu súng mà có tận tới 8 level, nó sẽ gây ảnh hưởng là rất lớn nếu như có những tình huống giao tranh tầm gần. Nhưng vì Sport Money cho mình một người rồi, trước đó họ có chiến thắng nhưng họ không có thể cải thiện được hơn so với như hai ván thi đấu trước họ đã nắm giữ. Rifle quyết định đẩy. Ui hay. Một không một bốn huyết hỏa quá ghê. Và bây giờ thì sẽ là tình huống dứt điểm mà thôi, khi chỉ còn đó là Nero và Hoàng Anh. Hoàng Anh ở đâu đó cũng đã phải nằm. Với những cây AWM này tôi đánh giá không cao trong việc giao tranh tầm gần. Đối phương sử dụng những cây UMP, sử dụng những khẩu shotgun là dí là quá ghê gớm. Vẫn đang là một tình huống truy sát và lúc này có lẽ rằng Nero anh ta chỉ biết nằm im và cầu nguyện mà thôi. Khi mà những thành viên tới từ team Flash họ di chuyển quá nhanh, đã phát hiện ra vị trí Nero rồi, đang là một tình huống tấn công. Nero chạy đi đâu, anh ta cố gắng chạy ra ngoài bo nhưng Artemis nói rằng không. Và đó sẽ là 4-2 dành cho thành viên tới từ vị trí team Flash. Lúc này Shin đang là người chơi tốt nhất trong màu áo của những thành viên đến từ Flash với 7 mạng gục và 4 mạng hỗ trợ. Trong khi đó thì phía còn lại, thực ra B-Sport này lượng tiền họ không phải thua quá xa. Ngược rồi tôi thấy rằng New Cây có tổng là 6.800 và họ sẽ tìm cách nào đó để lật lại trong bàn thi đấu này, nhưng vẫn sẽ chọn lối chơi an toàn mà thôi. New Cây anh ta sẽ quyết định lấy cho mình đó là một khẩu MP5 chip 2. Thường thì ở trong những cái giải đấu mà có đó là skin súng như này này thì khẩu MP5 rất là mạnh, nó có cái skin quỷ quyệt mà nó cộng đó là xuyên giáp, cái hai tổ bắn một xuyên giáp. Thế nên là MP5 là một trong sự lựa chọn rất ổn ở trong những cái trận thi đấu. Đây là vị trí của Artemis mà anh ta đặt cho mình đó là hai quả bom keo, mới đặt tới hai quả keo để né sát thương của đối phương. Đang bắn Hoàng Anh đang có tình huống đấu AWM cùng với vị trí của Shin thì phải. Một tình huống ném liệu nhanh, anh ta vẫn đang cố gắng tìm cách nào đó để tấn công. Vừa rồi lấy được một chút máu từ vị trí của Yan Bin. Những thành viên của B-Sport đang lợi máu hơn so với cả vị trí của Flash Ray. Nero đẩy vào, Nero dồn sát thương là tốt tip. Con Artemis đã phải nằm xuống, Yan Bin sửa sai cho người đồng đội mình. Liu Kay đang áp sát vào, Liu Kay bắn cô lập được vị trí của đối phương và Flash chỉ còn lại đó là vị trí của Shin đứng ở đằng xa mà thôi. Rõ ràng là cả hai đội tuyển này đều có mình kỹ năng tốt. Và cái điểm mấu chốt ở đây là team nào có khả năng dồn đam tốt hơn so với đối phương. Và rõ ràng trong tình huống giao tranh vừa rồi thì hai thành viên đến ở B-Sport đó là vị trí Nero cùng với New K, họ đã dồn sát thương là rất ổn. Lúc này Shin còn lại bơ vơ một mình. Anh ta di chuyển lên khu vực đó là tháp, di chuyển lên cái nóc nhà của khu vực doanh trại này để xem anh ta có cấu rỉa ra hay không. Nhưng rất khó, tình huống bắn vừa rồi cũng đã tự tố cáo vị trí của Shin. Và bây giờ đối phương sẽ tràn lên, đối phương sẽ không có gì phải vội vàng cả. Dễ dàng nhất để B-Sport họ đứng chờ bên trong tâm vòng bo, đợi cho Shin xuống và Shin sẽ phải nằm xuống. Sẽ là một tình huống áp sát vào. Đây là Don't Cry, Don't Cry đang bắn rồi. Hai bên trao đổi sát thương. Don't Cry mất cho mình một chút máu nhưng ta vẫn hạ gục được một tình huống headshot. Và B-Sport rút ngắn tỷ số xuống còn 4-3. Trận này căng rồi đấy. Càng bắt đầu đẩy lên cao trào rồi. Lại đặc biệt hơn cả là cái tình huống giao tranh cuối cùng đó. Sử dụng cái khẩu MP40 mới xuất hiện và nâng cấp 8 level, nó có cái hành động kết liễu cuối đẹp thật. Như các bạn nhìn thấy ở trong cái pha giao tranh cuối cùng đến từ vị trí của Don't Cry. Chúng ta cũng thấy được một cái mà tôi để ý thấy nhá, là các đội tuyển họ không quyết định là nâng súng lên 3 chip bởi vì họ không muốn tốn đi 1.000 xu. Họ hiểu rằng là việc 1.000 xu này có thể eco lại và giúp cho đội tuyển của họ là chủ chốt trong tình huống giao tranh tiếp theo. Họ chỉ nâng lên 2 chip thôi, tốn đâu đó là 800 xu để có thể là tấn công. Họ biết là đủ rồi, đó là đủ rồi. Nếu như quá dư, ví dụ là tới với cái bán thi đấu cuối cùng là 9.999 tiền ấy, thì đến lúc đấy thì bùng lụa cũng được. Nhưng vừa rồi chúng ta được nhìn thấy một tình huống bắn mà Shin, ôi ôi, cái gì mũ tôi đâu nhỉ? Và ngay sau đó thì anh chàng này đã phải nằm xuống để quấn cho mình những cái bình máu. Còn ở phía bên này Rip Ghost vẫn đang cần phải căn kèm cách rất kỹ càng. Anh chàng này chỉ có cho mình duy nhất một khẩu súng, đó là M1014 mà thôi. Và để xem với những viên đạn được xả ra đến từ Hoàng Anh. Hoàng Anh vẫn đang gây một cái những cái áp lực rất lớn, một áp lực vô hình nào đó dành cho Shin. Khi mà Shin chỉ cần là đứng thò cái người mình lên thôi, không cần biết bắn là có trúng hay không, thì Shin cũng sẽ cần phải có những bước di chuyển một cách an toàn nhất có thể. Và bây giờ Shin vừa mới thò ra là đã có những tình huống bắn không phải là do Hoàng Anh mà đến từ những người khác của đội tuyển P-Sport. Bây giờ thì Hoàng Anh cũng sẽ cần phải di chuyển xuống bởi vì vòng bo đang bắt đầu thu vào, tiếng nết cũng đang bắt đầu được rút ra. Chúng ta chơi tử chiến nhiều, chúng ta cũng hiểu rằng là khi mà cái vòng bo thu vào ấy, những quả nết đến cái lúc này là cái lúc mà cần được sử dụng. Nếu như mà mấy ông mà còn sử dụng Amaro thức tỉnh nữa thì cũng phải gọi là hết nước chấm luôn. Còn đây là Nero, đây là M1887X, một trong những khẩu súng mà tôi nói thật với các bạn giao tranh tầm gần chưa ngán bố con nhà ai luôn. Và để xem liệu rằng là với 4 quả keo, một khẩu M1887X thì anh chàng này có tạo nên cơn sốt hay là bất ngờ gì hay không đây.
mà đang là một tình huống mà thanh niên team Flash muốn áp sát, nhưng rõ ràng trong tay đối phương có 187X thì cũng là hơi căng. Hay là Yanbin lúc này Don't Cry hạ còn bị chịu Shin rồi, bắn Artemis cũng đã phải nằm. Yanbin vẫn đang chơi ở vị trí bắn cover cho đồng đội của mình. Yanbin không làm được và đó là mạng cũng đến từ Don't Cry. Don't Cry có vẻ sử dụng đó là MP10 rất hay và tỷ số cân bằng là 4 đều và rất khó để cho chúng ta có thể dự đoán. Rõ ràng là team Flash ở trong ván thi đấu đầu tiên họ có cho mình lợi thế với khả năng phối hợp nhân nhuyễn, nhưng càng bắn để P-Sport cái khả năng xử lý của họ nó lại càng đạt tới đỉnh, và chúng ta cũng đang được thấy rằng là P-Sport họ đang chiếm được nhiều lợi thế ở đầu ván đấu hơn. Trước các giao tranh thì tôi cảm giác rằng là Nero này hay vị trí của Hoàng Anh và Don't Cry họ cấu được máu tầm xa của team Flash là nhiều hơn. Những người ở team Flash ví dụ như vị trí của Shin này họ mất máu trước rất nhiều, và điều này nó phần nào hạn chế cái khả năng tiếp cận ở trong giai đoạn sau của trận đấu của họ. Lúc này thì vẫn đang là một tình huống mà Don't Cry căn ke, Shin vừa ló ra anh ta đã phải thu mình bên trong căn nhà ngay. Liu Kang bắt được vị trí của Shin rồi và đang có những dấu hiệu tan vỡ trong sự liên kết của những thành viên của team Flash ở trong ván thi đấu này. Ngay là vị trí của Liu Kang, Liu Kang vẫn đang đẩy qua, anh ta bắt được vào vị trí của Yanbin, có cho mình mồm không muốn huyết hỏa rồi, tầm này ngại gì va chạm, vẫn đang đẩy lên Liu Kang cố gắng sấy thì đó là cái bom kèo. Đây là vị trí Nero có mình mồm 87X đúng kiểu rồng bay phượng múa thật sự, bắn được 3 viên đến viên thứ 3 thì hạ đối phương luôn và rõ ràng là khó rồi, và lại tiếp tục đó là Nero. Quả mồm 87X này lại cắn được thêm quả skin thế giới ngầm hồi 2 tốc độ thay đạn thì nó cháy quá gì cơ ạ. Thật sự đây là một trong những cái nỗi khiếp sợ dành cho team Flash. Chúng ta thấy được rằng là P-Sport liên tục có cho mình những cái cuộc bứt phá. Đấy, mấy ông đang comment trên kênh cứ chê là P-Sport chỉnh non, chỉnh kém rồi thế này thế kia. Nhưng hãy nhìn đi, đây đã là một cuộc lộn ngược dòng và họ đang vươn lên với tỷ số là 5-4 rồi. Chỉ cần thêm cho mình một điểm nữa thôi là họ đã có cho mình phần chiến thắng ở game thi đấu đầu tiên tại map đảo quân sự. P-Sport họ đang muốn giao tranh sớm. Họ biết là cái lợi thế của họ về việc giao tranh tầm gần, ví dụ như là vị trí của Don't Cry với cây MP40 của mình. Tôi cứ cảm nhận thấy là tôi giống giống Don't Cry về cái việc là khi mà các bạn vừa mới mua được một cái súng mới ấy, bắn rất cháy, có sướng skin súng mới bắn rất cháy, nhưng mà bản thân tôi khi mà cứ bắn được khoảng một tuần là cảm giác như tôi khả năng là cũng phải bắn cậu khác. Và Don't Cry đã có được bình mạng của vị trí Shin rồi. Shin đang chết lẻ rất nhiều ở đầu ván thi đấu này. Đây là vị trí Nero và đang tiếp tục có một tình huống tấn công. Đây là vị trí Nero và lúc này trước mặt anh ta đó có vẻ như là vị trí Artemis thì phải, một tình huống ném liệu tới từ Nero và vẫn đang di chuyển. Đây là Liu Kang vẫn đang liên tục ném liệu thôi. Giai đoạn này thì có rất nhiều liệu ném. Artemis mất nửa máu rồi. Thôi xong rồi. Và quả này team Flash lấy gì để giao tranh đây? Tự nhiên từ lúc mà vị trí của Don't Cry với Nero có mấy quả M87X nó khác hẳn và khác bọt hẳn đấy em ạ. Và vẫn đang đẩy vào Liu Kang đang được xả sát thương, và có thể đây sẽ là cái kết dành cho về team Flash trong một tình huống tấn công. Và Yanbin lấy được mạng Don't Cry, hạ được Nero. Liu Kang phải nằm xuống, chỉ còn lại Hoàng Anh. Và ngay trong thời điểm khó khăn nhất thì đến lượt Yanbin cũng tỏa sáng với những tình huống xử lý của mình. Đây là Yanbin, anh ta vẫn đang cố gắng né đi lần lượt từng quả liệu tới từ đối phương, cố gắng áp sát vào, hai tay hai khẩu shotgun. Đây là M187 vũ trụ hủy diệt với phiên bản X của nó, bắn nó lại không trượt phát nào và tỷ số cân bằng là 5 đều. Chúng ta còn một ván cuối cùng và đây rồi, ván là tứ quý 9 ở trong cặp thi đấu này rồi. Một khẩu M1014 Long Tộc và một khẩu M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt trên vai thì đúng là hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà giao tranh cuối cùng đó cứ cảm giác cái tầm mà bo thu đến cái đích rồi thì chúng ta thấy là ông ở phía bên kia cầm hai khẩu shotgun, tôi cảm thấy rén rén thế nào. Nếu như mà họ là cầm những cái khẩu như là MP40 thì còn đỡ đỡ một tí, hoặc là những cái khẩu AVKM thì còn đỡ đỡ rén. Chứ bây giờ mà cầm hai khẩu shotgun quá mạnh đến như vậy thì quả thật sự là một trong những cái nỗi lo nhất định. Còn ở đây thì chúng ta thấy được rằng Artemis vừa có một tình huống bị pick vào người bởi khẩu AVKM hay chăng khi mà anh chàng này mất hơn nửa cây máu. Don't Cry ở phía bên này có một cây AVKMI quan sát rất kỹ. Họ vẫn đang không muốn đội tuyển Team Flash có thể nhảy vào đây. Một quả nết khiến cho Don't Cry phải kích hoạt kỹ năng Tatsuya, chạy thật nhanh đi, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Don't Cry cần phải có những bình máu để hồi phục lại trước khi đó là cái tên Flash muốn đẩy vào. Còn ở phía bên này Artemis, khẩu này chắc chắn là khẩu của ông Nero này. Thấy chắc chắn là khẩu ông Nero trước đó đã phải nằm này. Còn ở phía bên này chúng ta thấy được rằng là vẫn đang có những tình huống xả đạn bằng cây AVKM để cấu những cái lượng máu nhất định
để chờ đến cái vòng bo cuối thì chúng ta sẽ được nhìn thấy một cuộc lộn ngược dòng đến từ cả hai đội tuyển. Đây chắc chắn là game thi đấu căng thẳng nhất của ngày thi đấu hôm nay, ngày thi đấu đầu tiên của giải thi đấu Chomot VFL Summer 2023. Shin vẫn đang quan sát rất kỹ càng, mặc dù đã áp sát nhưng chưa có một cái tình huống khinh suất địch nào cả. Họ đang muốn chờ đợi cơ hội, họ muốn tất cả những người đồng đội của mình lao lên. Ở trong tình huống trước đó thì chúng ta thấy được rằng là Shin bị khóa kỹ năng của A124, thế nên việc là họ không có những cái tình huống công lên quá sớm là cũng dễ hiểu mà thôi. Và để xem liệu rằng là khi mà đang bắt đầu phái với những cái chơi rồi có những tình huống lỗi lên từ đối phương, họ công ơi họ công cầu, họ lại còn có những tình huống rơi xuống phía bên dưới nước kìa. Từ rồi cái bu nhà này có liệu có thoát ra khỏi cái tay của Team Flash hay không đây? Rất khó khăn, một tình huống mà muốn đi móc sau tới từ P-Sport, nhưng mà Shin cùng đồng đội mình quá tỉnh. Ôi Shin còn hai máu trong tình huống này. Vâng, may quá Hèn vẫn có đủ thời gian để bơm máu hay chăng. Vâng, nhưng hình như là anh ta không còn bình máu nào để bơm nữa, nhưng bây giờ thì đang chơi trở chơi tàn rồi. Vâng, lúc này chỉ còn lại đó là Shin. Vâng, Shin người hai máu, hai máu lấy cho đó là Flash Muya. Nghẹt thở quá. Vâng, một trận đấu rất cân cả về chất lượng chuyên môn, cả về cao trào kịch tính đủ hết, súng nâng cấp các kiểu nâng đến mức cuối cùng, không thiếu một gia vị gì ở trong màn thi đấu vừa rồi. Nào, game thi đấu thứ hai, đảo thế kỷ. Đây sẽ là một trong những cuộc chiến tại khu vực điền tràng. Và để xem liệu rằng là cái cuộc chiến này nó sẽ diễn ra căng thẳng như thế nào khi cả hai đội tuyển sẽ phải sử dụng cho mình những cái khẩu lục đôi. Đây là một trong những cái khu vực mà có lẽ chúng ta được nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Kể cả là tôi chơi tử chiến thì tôi cũng được giao tranh với cái sự thú vị về việc là địa lý những cái khu vực ở này nó có thể di chuyển bằng những cái băng truyền. Và để xem liệu rằng là Shin với khẩu M500 của mình có vuốt tâm được hay không. Thường thường thì người ta sử dụng khẩu M500 này thì họ sẽ khá là tự tin vào kỹ năng vuốt tâm của bản thân. Ở phía bên kia họ đã nhìn thấy New Cây có những tình huống bọc lót từ phía đằng sau rồi, nhưng chắc chắn cái bài đánh của New Cây sẽ bị phát hiện ra sớm. Ok à, đây có vẻ là nhử rồi, nhử. Thật ra thì cái câu chuyện mà New Cây cố gắng để tập hậu đối phương xong rồi bị bắn ngược lại chết ấy, nó quen lắm mày, nó quen lắm luôn. Như tôi nói rồi là cái vấn đề của New Cây là cái cách tiếp cận trận đấu của bạn ý nó rất dễ bị đối phương khai thác ngược lại, và đôi khi là tự nhiên khiến cho thành viên V-Spot mất người. Và bây giờ thì Artemis đã con tình huống bắn trúng đầu với chị Don't Cry rồi, và bắn thêm một đầu nữa trong tình huống vừa rồi. Và V-Spot họ chỉ còn lại đó là một mình Nero mà thôi, một cành én nhỏ làm sao làm nên mùa xuân. Bây giờ thì kể cả có trong trường hợp mất Artemis, Nero cũng sẽ không thể làm được gì. Lúc này chúng ta đang thấy Nero kết liễu được vị trí Artemis. Thôi dù sao cũng lấy được một mạng, nhưng cái ôi Nero lại lấy thêm đầu vị trí của Shin. Có vẻ tâm tình huống của tôi Shin ta chưa phát hiện ra cái vị trí Nero ở đâu thì phải, có lẽ hơi cuống, nhưng bây giờ Nero đang bị tấn công. Nero đã kết liễu vị trí của Shin, ít nhất là anh ta sẽ kéo lại một chút tiền ở trong game 2 dành cho thành viên của P-Sport. Ở vị trí này thì cũng khó rồi, vòng bo nó sẽ out bo dành cho thành viên tới từ P-Sport, và Nero bị hạ bởi vòng bo 1-0 cho Team Flash. Rất dễ dàng, phải nói rằng rất nhanh chóng dành cho đội tuyển của Team Flash. Bây giờ thì sẽ là một cái cơ hội tiếp theo dành cho đội tuyển của P-Sport tại cái khu vực phòng thí nghiệm. Và chúng ta thấy được rằng là tất cả các đội tuyển đều đang có cho mình những cái lượng trang bị gọi là an toàn tại game thi đấu thứ hai. Không phải là quá đề huề, không phải là quá chắc cú, nhưng hãy nhìn đi, những khẩu lục đôi, những cây UMP được sử dụng đến từ đội tuyển của Team Flash, cũng có cả việc là họ sẽ tích lũy một số tiền nào đó để xem liệu rằng có những quả nết được ném ra hay không đây. Cái khu vực này là một khu vực không trọng lực, họ sẽ bay khá cao nhưng họ lại không đẩy vào, mà họ sẽ sang và đi tìm ngay. Nhưng ngay sau đó thôi, Shin đã mất đi cho mình là hơn nửa cây máu rồi. Shin sẽ cần phải bình tĩnh trở lại và cùng với những người đồng đội của mình tạo nên nhiều những pha dứt điểm nhiều hơn nữa. Và bây giờ
thì những quả bom keo đang bắt đầu được đặt ra. Nero là cái tên đầu tiên phải nằm xuống. New Kay cũng đã nằm, kể cả cái tình huống đó New Kay có nhảy lên đi nữa thì cũng sẽ bị vuốt tâm mà thôi. Hoàng Anh cũng đã chống trả một cách quyết liệt khi mà vừa có điểm hạ gục của Shin, và bây giờ thì sẽ là một trong những cái cuộc tổng tấn công. Họ còn 3 người, Team Flash có quá nhiều lợi thế. Một quả bom keo đã được đặt ra, mà vị trí của Ripgod đang cầm trong tay một cây MP40, và đây sẽ là một trong những cái đòn đáp trả đến từ vị trí của anh chàng Don't Cry khá gay gắt của các chàng trai đến từ đội tuyển Team Flash đấy. Lúc này chỉ còn lại đó Don't Cry mà thôi. Don't Cry cố gắng tấn công hiệu quả cao xanh, nhưng có lẽ là sẽ không đủ sát thương để có thể hạ gục được vị trí Flash. Ripgod đã phát hiện ra vị trí Don't Cry rồi, mà tình huống bắn Ripgod đã di chuyển đi. Yanbin anh ta làm mùi nhử rồi, và bây giờ sẽ một tình huống bắn từ phía dưới lên. Ripgod cố mình mạ gục. Kịch bản ván thi đấu trước nó lại bắt đầu quay lại khi mà khả năng chơi cận chiến ở cái giai đoạn mà cả hai team chưa có nhiều đồ thì Team Flash đang làm tốt hơn là rất nhiều. Ở trong bàn đấu trước thì Nebro cũng định có một tình huống tấn công nhanh, nhưng Artemis lại là người đánh chặn lại cái tình huống đẩy đó đến từ vị trí Nero. Rõ ràng là khi bổ sung thêm Artemis vào thì cái sự chủ động của Team Flash trong lối chơi nó tốt hơn rất nhiều. Chúng ta nhớ rằng là đợt trước Team Flash mùa trước họ chơi với kiểu chơi chậm và họ cố gắng kéo dài trận đấu để cho Bell có nhiều góc bắn. Nhưng mà mùa này khi mà thay Bell bằng Artemis thì họ cứ thế họ đẩy lên thôi, tiếp cận trận đấu rất là nhanh. Lúc này thì Artemis đang có một tình huống di chuyển ra xa như vậy, Shin sẽ đi một mình. Shin thật ra anh ta đi một mình nhưng anh ta cũng sẽ không chơi tầm xa đâu nhá. Anh ta chỉ cố gắng ở lại đảm bảo rằng là P-Sport sẽ không có một tình huống tập hậu mà thôi. Đây là Hoàng Anh, nhưng mà Hoàng Anh bây giờ đang rất đơn độc, bởi vì cho dù anh ta dùng súng bắn tỉa nhưng mà đối phương nó có đứng ở ngoài đường, nó có đấu bắn tỉa với cả vị trí của Hoàng Anh đâu. Tự nhiên cái tình huống này của AWM này của Hoàng Anh nó hơi tốn kém, nó hơi tốn tiền. Cho dù anh ta đã eco hai ván để có thể có được mình một khẩu súng bắn tỉa, Don't Cry đã vòng lên phía đằng sau lưng, nhưng mà Flash quá tỉnh, họ di chuyển ngay ra khỏi cái vị trí mà Don't Cry định có một tình huống tập hậu. Và bây giờ có thể chính Don't Cry mới là người bị tập hậu. Đang là một tình huống đẩy xuống tới Don't Cry. Anh ta bị kẹt ngoài vòng bo rồi. Đang cố gắng di chuyển vào, nhưng góc di chuyển tới thành viên của eSport này nó đang không có mình quá nhiều lợi thế. Đang là một tình huống tấn công. Ripgod vừa rồi mất cho mình nửa bình máu. Đây là Don't Cry. Hoàng Anh lúc này sẽ có góc bắn vào vị trí Ripgod, lấy được mạng của Ripgod rồi. Và bây giờ thì Hoàng Anh đã bắt đầu phát huy lợi thế, nhưng Shin lấy được đầu vị trí của Nero. Về lượng đồ và giáp thì những thành viên tới từ Team Flash họ vẫn đang có lợi thế hơn, và rõ ràng là Hoàng Anh sẽ cần nhiều pha bắn chính xác hơn để có thể hạ gục những thành viên tới Team Flash. Nero đã phải nằm. Đây là Don't Cry, một quả liệu trắng băng ném ra rất chính xác, lấy một nửa máu Don't Cry. Don't Cry đã phải nằm lướt tới Yanbin và Shin, làm quá tốt. Bây giờ thì Hoàng anh ta làm thế nào để cao mơ đây? Nero đứng lên bay đầu, và bây giờ đó là Orion với chúng tôi 3-0 dành cho Team Flash. Đúng cái câu chuyện lúc nãy gì cơ nói ấy, Orion hiện ra nhưng mà nó chả hút được gì cả. Mấy ông kia cứ Tatsuya là phát là đi xong luôn. Chẳng cần Tatsuya chạy bộ cũng được. Công nhận. Chúng ta thấy được rằng là tôi cứ cảm thấy Hoàng Anh giống tôi. Bởi vì là tôi cũng sẽ ví dụ đến round 2 mà có đủ tiền là tôi mua luôn một cây AWM. Nhưng mà khi mà quay đi quay lại thì cái khẩu đấy là cũng vào tay của đối phương. Và ván này nó cũng đang diễn ra và tương tự như vậy. Và cái khẩu AWM đấy vào tay của Shin rồi. Và để xem liệu rằng là khi những cái cổng dịch chuyển được sử dụng trong game thi đấu lần này thì cái bài đánh ấy từ P-Sport sẽ như nào. Ôi, họ không di chuyển sớm. À đây, bây giờ mới bắt đầu di chuyển. New Kay cùng với cả Nero sẽ là cái tên di chuyển đầu tiên. Còn thay vào đó là vị trí của Artemis sẽ canh ở phía bên này. Tôi nghĩ rằng là Artemis cũng đã ngầm hiểu rằng là đối phương đã tới đây, đã có những cái tình huống sử dụng cho mình quả bom băng để khiến cho đối phương đôi phần nào đó lút đi những cái hòm thính, gặp một chút bất lợi. Ripgod đang sử dụng kỹ năng của Tatsuya di chuyển rất nhanh lên để có thể áp sát cùng với những người đồng đội của mình. Ripgod đang cầm trong tay một khẩu MP5, và đây sẽ là một khẩu MP5 một chip tầm này cũng là đủ dùng rồi, không cần phải tốn kém quá nhiều. Đối phương đang di chuyển ở phía bên dưới kia. Có lẽ những tiếng chân lặng lẽ đang bắt đầu được tiếp cận gần và các chàng trai đến từ Team Flash rồi. Vị trí của Yanbi lại là người đầu tiên mất máu, chứ không phải đó là vị trí Shin so với game thi đấu trước. Hoàng Anh bên này mua nhiều nấm đấy nhưng mà không được sử dụng Orion đâu. Cái con Orion này đang cảm giác nó hơi phê phế thì phải. Cần phải có những pha cẩn thận hơn. Còn ở phía bên này, Don't Cry bỏ mặc những người đồng đội của mình đi sang gắp gấu để xem liệu rằng Don't Cry có làm được điều gì đó khác biệt hơn không, khi mà New Kay cũng đã vừa phải nằm. Và bây giờ sẽ chỉ còn đó là Don't Cry cùng với cả Nero ở phía bên ngoài kia đang bị nhắm tới đến từ nòng súng của Shin. Và những tình huống nhảy, Yanbi
đó sẽ là sự kết hợp của Janbi và Artemis. Và để xem nào, nhảy cao đến mấy cũng phải nằm rồi. Và đó là một tình huống quyết tâm tốt đến từ Janbi. Tiếp tục đến tình huống đi săn, cuối cùng sẽ chỉ còn đó là Don't Cry mà thôi. Dịch kích hoạt kỹ năng của Tatsuya lao vào là quá ghê gớm. Và đó không ai nằm xuống đến từ Team Flash cả. Tan vỡ rồi P-Sport. Cái việc mà họ lựa chọn Orion mà chúng ta đặt ra cái câu hỏi đầu trận đấu ấy là nó có tác dụng không, thì bây giờ có lẽ chúng ta đã có câu trả lời. Nó chả có tác dụng gì cả. Tại vì địch bắn nhanh quá, ông ấy có bật kịp bật Orion đâu. Mà có bật thì cũng chỉ sống thêm một tí nữa, bởi vì khi mà quay trở về dạng người thì cũng lại ăn một viên đạn từ đằng xa là cũng phải nằm. Và tự nhiên á, cái việc mà Hoàng Anh lựa chọn nó Orion ấy, nó làm cho anh ta bị lạc lõng ở trong cái đội hình của P-Sport. Đấy, bây giờ thì thậm chí là Hoàng Anh không có cách nào phối hợp với những người đồng đội mình, không có Tatsuya di chuyển tới, không có A124 khóa kỹ năng đối phương, nói chung là chẳng có gì cả. Và rõ ràng là kể cả anh ta có cấu máu ở giai đoạn đầu hiệu quả thì những thành viên ở Team Flash họ vẫn có đủ thời gian, đủ điểm nấp để mà có thể hồi lại cho mình lượng máu, vì họ đã chơi rất tốt ở trong bàn thi đấu đầu tiên. Lúc này Don't Cry đã có tình huống móc mỉa và đã lấy được mạng Artemis rồi. Đấy, bây giờ câu chuyện sẽ là Don't Cry có móc được bao nhiêu thành viên đối phương không này. Lúc này thì Artemis là người phải nằm, nhưng hai thành viên tới thì B-Sport họ mất quá nhiều máu. Đây rồi, Hoàng Anh, vâng, Orion nào, bắt Orion đi, vâng, nhảy đi, không nhảy được, Orion làm cái gì đâu, và đang được xả sát thương, nhưng mà Don't Cry không thể làm được gì, đã mất cái thế bắn rồi, vâng, tự nhiên thấy con Orion nó rất là vô duyên nhá. Và lúc này thì Nero đang cố gắng sử dụng kỹ năng của mình, đẹp quá, và đó là cái kết liễu đến từ MP40, của trong tay thành viên của Team Flash. Đấy, bây giờ Orion làm cái gì ạ? Nó không có một tác dụng gì luôn. Đây là cái gọi là kết quả của việc xem C-Cup Class Squad người Thái bắn nhiều quá. Nhưng mà vấn đề là nó lấy 4 con Orion cơ. Ừ, đúng. Thế nên là với cả là cái mùa giải đấy thì chúng ta cũng không có những cái vũ khí quá mạnh về việc... Chúng ta không có skin đúng, súng. Đúng, không có skin súng nữa. Và đặc biệt hơn cả là chúng ta sẽ chỉ có một nhân vật... được một, đúng sử rồi. Dụng thôi đúng chứ rồi. Thay vì cái việc là chúng ta được sử dụng dùng trung 4 con. Vâng, và quay trở lại với game thi đấu tiếp theo, và đây là thị trấn thép, một trong những game thi đấu mà sẽ cần phải có những tình huống di chuyển sớm lên ở phía bên trên để lấy lợi thế. Team Flash họ rất nhanh chân nhanh tay, đã có những tình huống áp sát, và bây giờ thì những quả bom băng đang bắt đầu được sử dụng. Don't Cry là người đầu tiên đang bị nhắm tới, và anh chàng này có một cái lượng máu là còn quá hạn hẹp. Vị trí của Artemis cũng đang cố gắng xả đạn cover cho người đồng đội của mình. Tôi không nghĩ rằng là việc Artemis nằm xuống sẽ phải là một tình huống nằm xuống free đâu. Anh chàng này cũng đã cấu đi những cái lượng máu nhất định. Ok, Don't Cry được cứu. Vậy tức là thời điểm hiện tại P-Sport đang có đôi phần nào đó lợi thế. Nhưng không, bắt đầu quay trở lại quỹ đạo khi mà đội tuyển của Team Flash họ có những viên đạn chính xác, khiến cho vị trí của Don't Cry cùng với cả Hoàng Anh đều đang cần phải có những người đồng đội của mình tạo nên nhiều những cái sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Liu Kei ở bên kia đang cố gắng giao tranh với cả Shin. Shin chẳng sợ gì cả, kể cả cầm AWM, giao tranh tầm gần đi nữa thì nó cũng chả có khác gì một khẩu shotgun cả. Và bây giờ sẽ chỉ còn đó là Nero. Nero chạy đi đâu? Nero nhảy xuống dưới. Tôi nghĩ rằng là với cái lượng máu như thế này thì Nero cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt sớm mà thôi. Vâng, trận đấu này tôi chỉ có thể nói một câu là áo trình. Vâng, rõ ràng là, nhưng mà vấn đề là P-Sport họ biết được rằng là Team Flash họ sẽ có thể chiếm lợi thế trong trận đấu, trong những trận đấu game đầu tiên, mà họ vẫn sử dụng đó Orion, một con nhân vật mà thực tế là nó thiên về cái khả năng gây bất ngờ nhiều hơn là có trong một cái đội hình nó thực sự là có tính meta, có tính giao tranh ổn. Và càng về cuối trận đấu, càng về sau thì Hoàng Anh trở nên càng lạc lõng, và lúc đó là thời điểm mà P-Sport vỡ trận và 6-0. Vâng, không một ván gỡ dành cho thành viên tới từ Team Flash. Rõ ràng là Team Flash chỉ có thể nói một câu là có Artemis ao trình.